Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và hôm nay ngày 21 tháng 11 2024 thì em có nhận được một đơn hàng của anh Trức ở Ninh Bình. Bác đặt mua một cặp loa BMW 450C và một con đẩy B3 cùng với một con vang số. Thì ngày hôm nay thì sau khi đã set up xong tinh tươm với diện tích phòng bác yêu cầu là khoảng chừng tầm 25m2. Thì theo kinh nghiệm và hiện tại hiện trạng bây giờ em đang để loa như này và test cho bác và cũng đã xê dịch vị trí cân loa cao lên rồi. Thì hạ xuống để quay cho anh em nhìn thấy tổng thể của sản phẩm thì nó là như thế này. Thì hiện tại bây giờ một cặp loa BMB 450C như thế này thì bên em đang bán là 4,5 triệu. Đã thay gân cho anh em và một cái băng số cộng với đã có khiển và set cho anh em tổng thể là 6 chế độ. Thì gồm có như thế nào? Nó là cái điều khiển nó như thế này. Em sẽ có cho anh em một cái điều khiển như này. Thì trên điều khiển này nó sẽ có M1, M2, M3, M4, M5, M6. Khi chúng ta tắt nguồn thì chúng ta bật lên thì lúc nào cái vang nó cũng sẽ chạy ở cái chế độ M1. Đấy, thì có nghĩa là chế độ 1 là chế độ hát tiêu chuẩn. Và chế độ số 2 là hát nhiều tép, chế độ thứ 3 là hát nhiều vang, chế độ số 4 hát Zimix. Ngoài ra thì em để lại số 5 và số 6 dùng để nghe nhạc. Số 5 là nghe nhạc Zimix và số 6 là nghe nhạc vàng. Đấy. Và chọn bộ như thế này thì hiện tại bây giờ đang là 10,8 triệu bao gồm với cả bác đặt bên em mua thêm một cái chuyển đổi quang như thế này. Thì nhà em đang dùng chuyển đổi quang của cái Choice, nhưng cái phần bên trong ruột gan của nó thì em đang đặt nhà máy một cái con IC khác so với con IC của những nơi khác đang làm. Đấy, còn tùy thôi, cái này là không phân tích, không cãi khi ai bảo đúng hay sai. Đấy, quan trọng là khi em tắt tạm dừng tiếng TV và em bật rất to như này thì cái loa nó không bị sôi, tiếng nó tốt, tiếng nhạc nó tốt, nó phân tích ra tốt. Còn lại bao nhiêu bát chép nhiều hay ít thì chúng ta có thể chỉnh trên vang và chỉnh trên lọc xì và chúng ta can thiệp thêm. Đấy. Và bác em đã đặt cọc cho bên em thấp nhất là 1 triệu rồi thì em đã test và ship hàng cho anh bác theo cái đúng thông tin như thế này. Thì em sẽ gửi kèm theo cái tờ giấy này theo đơn hàng. Bác nhớ nhá, các cái chế độ tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy bây giờ chúng ta cùng test các cái chế độ 1, 2, 3, 4, 5, 6 của cái này như thế nào. Trước tiên, bây giờ cho em xin phép nha. Chúng ta cái đẩy này. Đẩy, chúng ta muốn tắt thì chúng ta hãy tắt đẩy trước này. Xong tắt vang sau, vang cái nút tắt ở đây này. Đấy, em đã bố trí cho anh em đầy đủ rắc nhá, đầy đủ nhá. Đấy, vang số thì em đã test xong rồi thì bây giờ em rút dây cho thôi. Đấy. Ở cái phần đằng trước này thì sau khi test xong rồi thì em đã lưu vào rồi thì cái máy của nó sẽ anh em không phải lo khi chúng ta bấm lung tung ở trên đây. Sau khi bấm lung tung ở đây chúng ta không làm gì cả thì chúng ta tắt nguồn bật lên thì máy nó lại trở về chế độ cũ luôn. Chúng ta không phải lo và lắng vấn đề gì cả. Còn đây là điều khiển remote. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Cái tắt đi bật lên thì lúc nào cái nhạc nó cũng ở mức 5. Chỉ to mức số 5 thôi. Mic ở mức 25. Vang ở mức 50. Đấy. Và chúng ta bật đẩy lên. Tín hiệu nhạc từ TV xuống. Cho bật đi, cho chạy đi. Đấy. Khi bật lên, tắt lên bật lên mặc dù đẩy đang vẫn to hết cỡ. Nhưng tiếng nhạc không bao giờ to, chỉ to tầm này thôi. Chỉ vừa phải như này thôi. Đấy. Còn nếu như chúng ta không hát karaoke thì chúng ta không cắm mic. Chúng ta bấm luôn chế độ số 5. Đấy, nó sẽ sâu tiếng hơn chưa? Sau đó chúng ta ngồi, chúng ta cầm điều khiển chúng ta to lên. Không phải mó máy chỗ này gì cả. Ngồi ở bàn uống nước, chúng ta có thể bật được to nhỏ. Bật gạt xuống bài Zimix đi, để cho anh em nghe. Em cài nhạc cho anh em. Đây là bác ấy chưa mua súp nhá. Bác ấy chưa có nhu cầu mua súp. Nên là em test theo chế độ là loa BMB đánh cả tiếng của súp luôn. À, đây em bật to này. À. Đấy, tiếng rất hay và tròn luôn nhá. Nghe nhạc vàng này. Bật sang bản nhạc vàng. Riêng nhạc vàng thì em sẽ cho cái tiếng chung mình nó nhiều hơn. Và thường thường là đấy, chúng ta nghe thấy sự khác biệt giữa bản số 5 và bản số 6 nghe nhạc chưa? Đấy. Đấy. Còn quay về chế độ hát, khi bật vào chế độ hát này, chúng ta nếu như chúng ta đang nghe nhạc, chúng ta muốn hát karaoke, chúng ta lấy điều khiển chúng ta bấm số 1 nhá. Và quay vào đấy. Chúng ta đợi khoảng chừng tầm 3 giây là bắt đầu ok. Cắm mic vào đi.
Và chúng ta chỉ cần bật và hát karaoke thôi, không có gì cả. Hãy chọn bài đi. Chọn bài và hát cho anh em. Chọn ta trong đôi nhớ buồn tay, xin đừng cho ta thêm một đời nào có thiết. Bơi sông rộng, bơi sông dài, tận tồn mãi lên đời. Và một lần nữa cho Phạm Thức Audio cảm ơn anh em quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của bên em. Những cái bộ combo sản phẩm rẻ tiền như này bên em vẫn còn rất nhiều. Cảm ơn anh em quý vị các bạn đã lắng nghe.